Chắc phải mấy cái anh ạ. À, đây là chiếc du thuyền của anh em mình nhá. À, bây giờ mình sẽ test phát xem độ cân bằng của nó thế nào nhá. Ui, cho em lên với. Em lên với. Đây, à, cực kỳ ok luôn nhá mọi người nhá. Đây. Đây đây, tao phải làm một vòng xem nó thế nào. Đấy, đứng lên đây nhảy lên đây luôn. Nhảy. Đấy. Quả du thuyền tự chế mọi người thấy thế nào? Thì nữa khi nấu ăn và đấy anh em mình sẽ ngồi trong này cho đỡ gió và đỡ nắng nhá. Đấy. Thế em tự treo thuyền rồi. Đấy, treo như kiểu người lái đò sông Đà ấy. Ok không? Tuyệt vời không? Thế nào? Đây, có quả chăn với lại chiếu ở đây kéo ngủ luôn, sinh tồn trên này luôn được ấy. Biết đi thuyền không? Đấy. Đấy. À, bây giờ nhá, mình sẽ thiết kế một cái bếp ở trên này. À, mình sẽ bây giờ mình sẽ đi kiếm kiếm gạch để thiết kế bếp ở đây nhá. Nào, vào bờ đi. Ok. Mày à? Mình đã test rồi, khá là ok nhá. Đấy. Ây da. Tí nữa thì em xuống rồi. Thôi tìm vào đấy, chơi đi, tao đi kiếm gạch đã. Ok. Thì em treo thuyền này. Hôm nay anh em mình sẽ nấu một gọi là đĩa mì sốt. Đúng là mì tôm luôn nhá mọi người nhá, tôm sú này. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm như kiểu gỏi ấy, sốt spaghetti ấy. Đấy kiểu kiểu như thế. Spaghetti ấy. Đấy. Hôm nay toàn tôm to đó mọi người ạ. Đấy, làm được kìa. Mày bóc mì tôm ra đi. Bóc mì tôm. Đáng nhẽ ra hôm nay mình định lấy cái mì Ý cơ. Nhưng mà đây là mì gì anh? À, đây là mì Mỹ. Đây. Đấy, mình định làm bằng mì Ý cơ nhưng mà tìm mãi không thể có, thế là lại phải sử dụng loại mì khác. Mì này sợi tròn nhỉ anh nhỉ? Sợi nhìn nó to nhỉ? Phải sợi to nó mới ngon. Sốt nó mới ngon. Đấy, anh em mình đang phải neo lại neo thuyền lại đây một tí nhá, tại vì nếu mà thả ra là không trèo được là nó trôi xuống dưới kia. Thế là tí nữa anh em mình mới thả neo được. Son môi em đánh được order bên đây. Nước cần sôi đấy. Wow, không ổn. Chạy. Bục thuyền. Lấy cho anh miếng gỗ, lấy miếng gỗ đây. Cháy thuyền mọi người ạ. Lấy miếng gỗ, bây giờ phải kê cái miếng gỗ lên trên hoặc là miếng sắt gì đấy. Hoặc là mày lấy cho tao con dao, hai con dao tông. Đây. Trời, cháy luôn thuyền. Lấy con dao tông nhanh lên. Đây. Cháy thuyền rồi. Đây. Nào, đưa. Đấy, đưa con ở đây. Cháy thuyền. Đây. Kê lên. Trời ơi, kinh khủng nhỉ. Ôi, cháy thuyền. Cháy luôn thuyền. Cháy thuyền. Đi anh ơi, ta đưa quá. Cháy thuyền. Sợ thật đấy. Chưa thì em lên. Lên. À lấy mảnh gỗ đây. Ok. Lấy mảnh gỗ đây. Sự cố ngoài muốn mọi người ạ, cháy thuyền luôn. Ghê thật. Kinh điển. Tích tóc. Cháy được cả thuyền. Đây đi, nó em ấy. Đi được không? Mọi người thấy quả bếp lò của anh em mình kinh điển chưa? Căng cực. Cháy thuyền luôn.
À bây giờ sẽ bắt đầu trần mì trước các mọi người nhá. Trần mì ra xong rồi khi mì chín mình sẽ cho tôm vào. Đây đây mới là ok đây này. Ok ở lại để sống. Đó. Con này bóc vỏ đi. Bây giờ chờ tôm nó chín một chút đã nha mọi người nhá. Wow. Nani. Sao mà ngon thế? Em tưởng cái này cái sốt ăn thì mới hết giờ này. Chờ tôm chín, trong lúc chờ tôm chín. Bò cay thơm ngon tròn vị. Chấm luôn. Chấm luôn. Ây à, ăn tôm này tanh ngủ thế. Không có chanh nó tanh. Cái gì đấy? Xem nào. Không biết. Sốt cay. Ừ. Sốt cay ăn như kiểu thay thái ấy. Sốt này. Thái đấy. Đây là tôm chén sống tôm sốt thái đấy. Không cần làm thái nhé mọi người nhé. Tại vì tôm tươi mà. Phải cay nữa vào. Đấy. Tôm của anh em mình cũng được rồi nhá mọi người nhá. Đây. Úi giời. Đây à. Ừ. Xin miếng nè, ngon không? Không. Xin miếng. Cay lắm. Ăn tặng. Cay. Không ngon lắm. Tôm của anh em mình cũng được rồi nhá mọi người nhá. Mình sẽ tiến hành vớt tôm ra. Con môi em đánh được order bên Tây. Tôm này mình không để chín quá. Mọi người biết tại sao không? Tí nữa mình còn trộn với mì tôm và sốt trộn. Ai lại cháy rồi. Cháy tuyền. Cấp cứu. Tắt nước hả? Không cháy được tuyền nhỉ. Tắt nước. May mà mình anh em mình đã sử dụng xong cái công dụng là nấu ở trên thuyền này rồi nhá mọi người nhá. Lần sau mình sẽ thiết kế. Lần sau mình sẽ thiết kế lại cái bếp của anh em mình. Bếp như thế này thì chết dở. Cháy nhà. May mà sử dụng xong rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vớt tôm ra và cho bếp lên bờ nhá. Vớt ngày cháy. Ơ nhưng mà cái này chưa chín mà. Chín rồi để im. Bốc tay. Ăn bốc tay là mình ngon. Làm gì có ai gọi là ở nhà mà không từng ăn bốc tay. Đấy. Chỉ có đi nhà. Bây giờ mình sẽ cho cái này lên trên bờ nhé mọi người nhá. Đấy. Sau khi giải quyết xong đâu cho mọi người xem cái đống cháy đâu nhỉ? Đây. Đây. Tí nữa cho mọi người xem sao. Thì bây giờ anh em mình sẽ làm cái món sốt mì đã nhá nào. Dưới em. Đây. Đây là hóa ra là lúc đi mà lại cao ăn cái món sốt này. Mình cứ tưởng là nước chấm xoài. Đây là nước sốt mì tôm của anh em mình nhá. Nó giống như kiểu nước sốt spaghetti á. Thấy chưa? Ôi. Không biết ngon không nhỉ? Ngon không? Tuyệt vời không? Ôi xà. Đấy, nó tròn đảo lên chứ. Hơi thiếu. Không thiếu đâu. Đâu, đũa nữa đâu. Đây. Để tao đảo đâu. Wow. Ngon đấy. Ủa thơm nhỉ anh nhỉ? À, trộn cả tôm vào, trộn cả tôm vào. Đấy. Tôm sau anh ơi. Đào cá vào. Wow. À. Wow. Sốt siêu cay à? Có cả cay cả các thể loại cả. Đắng cay mặn ngọt trên đời có hết. Mọi người ăn mì tôm như thế này bao giờ chưa? Đây mới gọi là mì tôm đây này. Màu nó không được lên màu cho lắm. Ai à? Ngon đấy anh ơi. Nước này ngon đấy. Tao làm cái gì ngon. Nước này mà anh làm
Sao anh phải làm quả tôm sốt Thái Lan? Tôm sốt Thái Lan à? Ok, hôm nào? Với cả cua sốt Thái Lan, cua đồng á. Cua đồng? Người ta làm cua hoàng đế thì mình thử làm cua đồng mình xem. Xem ngon không? Wow. Rồi. Ok. Đó là ok nha mọi người nhá. Wow. Đó. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức. Ui, mình thiếu gì? Thiếu, quên mất. Thiếu coca. Thiếu ít vị chanh. Chẳng cần. Hoặc là chanh hoặc là... Hay là chấm. Không, chanh chua chua, cay cay theo kiểu nó như kiểu bia ấy. Anh mang chanh ông vắt lên. Thôi, mời mọi người nha, đã thử đã. Không biết mà mình cũng phải thử đã mọi người. Lên hình nó sẽ màu như thế nào, nhưng mà đây nhá. Đây là màu cơ bản của mì của anh em mình nhá. Mời mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá, mình ăn thử quả mì tôm sốt của Marika. Ngon á. Còn gì nữa đâu mà khóc với xấu. Ngon mọi người. Mì tôm này hàng sợi to quá. To mới ngon. Ăn miếng nào bố. To nó mới ngon mọi người ạ. Nhưng mà giòn thật thật ngon. Wow. Cực kỳ ngon. 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 Quá tuyệt vời luôn. À, mình phải làm con tôm á. Đánh nhanh nhanh. Hôm nay mình làm tôm hùm á. Tôm hùm, baby tôm hùm bằng này này. Nhưng mà không kịp. Mình phải làm con tôm. Con tôm sốt với cái này. Ngon. Không biết là ai, có ai là tín đồ của mì tôm không. Nếu mà ăn mì tôm kiểu này nhá, mình nói thật, ngon. Ngày xưa mình còn nhớ cái thời mì tôm, đúng là mì tôm rồi. Đấy, cái thời sinh viên lúc đói rách ấy, là cái mì spaghetti của Omachi ấy, là cái đợt đấy là lần đầu tiên mình ăn ấy. Thật sự là nó ngon. Nó kiểu như lúc đấy đói mà mì tôm đấy 2010 nó đã là 5.000 hay 7.000 một gói rồi ấy. Mà lúc đấy xe buýt có 3.000 một vé. Ui, ăn được một gói mì đấy. Tuyệt vời. Nó thật thề luôn mọi người nha. Hôm nay mình mới nếm được lại cái vị của cái mì ngày trước mình ăn nhá. Nó khá là giống luôn. Ngon nhỉ. Cắn miếng tôm được quên sầu. Tôm này nó ngấm ngấm này ngon à. Tuyệt vời luôn. Và hôm nay nó ở ngoài đồng mát. Bây giờ mình sẽ nhổ neo ra. Nhổ neo ra đi du hí ở ngoài này luôn nhé mọi người. Anh ơi, ăn thêm vị không? Đấy, mày cho vào. Tao thì đủ vị rồi. Mình không quen ăn lạ. Đấy. Mình chỉ có quen ăn đậm. Tức là mau để nó ăn mặn hơn. Mình sẽ đi ra ngoài này một chút cho nó mát nhé mọi người nhá. Đó. Khi anh bắt đầu một tình yêu. Tuyệt vời luôn nhé mọi người nhá. Không có gì đẹp bằng đồng mình cả. Nói chung là những cái danh lam thắng cảnh thì anh em mình cũng đi nhiều rồi, nhưng mà mình thấy ở đây là yên bình nhất. Những danh lam thắng cảnh thì nó ồn ào, nó xô bổ lắm. Không được yên tĩnh như ở đây. Anh em mình ở đây nó sống thoải mái hơn. À, chén đây. Ngon quá. Chén em nó. Ngon rồi. Ngon lắm mà. Đỉnh của đỉnh. Đỉnh của cao luôn mọi người ạ. Không lên màu mấy nhỉ. Mình quên mất, đáng nhẽ ra mình làm cái nước sốt nó màu nó đẹp ấy, thì màu đỏ ấy. Nhưng mà để mà ngon ấy, thì nước sốt kiểu này ngon hơn nhé mọi người nhé. Ngon.
đùi lắm. Khả năng phải ghé bờ đấy chứ. Đi này nó không ăn được mọi người ạ. Thôi lại ghé vào bờ đâu. Rồi. Thế là nó khó ăn quá. Đang phải neo thôi. Tí nữa anh em mình sẽ lấy du thuyền đi chơi sau. Còn bây giờ phải chén ra nhá. Ui con này, dúng dúng vào nước sốt để ăn hết sợ luôn đấy. Mọi người thấy cái nước sốt của mình nhá, nó dễ dễ. Đây, sốt lắm, tao thêm cho mày một tí gia vị nữa này. Đây. Ui thôi, tí đấy. Bắt rồi. Không, đây này. Đây nha. Mình sẽ chuẩn bị một miếng gọi là siêu ngon khổng lồ luôn nha. Đây. Mì tôm. Ngày xưa nhìn cái gói mì tôm, con tôm to đùng ở đấy, thèm lắm nhưng mà toàn lừa lọc. Nó còn quảng cáo trong TV lúc nào mì tôm cũng có tôm nhỉ. Làm rất dễ. Thì nó gọi là mì tôm mà. Nhưng mà sao có mì tôm lại không có tôm mọi người. Tôm đây mới là mì tôm này. Ví dụ ấy, cái mì sợi mì này làm bằng từ thịt tôm ấy thì gọi là mì tôm. Gọi là mì tôm. Đây á. Những cái mì này bằng sắn. Sắn và những bột khoai mì các thể loại gì gì đấy. Đó. Vắt em một chanh anh ạ. Thôi đấy, lúc nãy tao đẩy chanh ra mà tao quên vắt từ từ. Vắt. Đấy, đưa tao bảo. Đưa tao bảo. Tao sẽ làm cho mày một Đấy. Đấy, mì đấy mới gọi là mì tôm này. Nào chanh. Đấy, mời đại ca sơi. Ok. Còn đó cho em xin. Ok nó. Lắm kiểu vậy ạ. Ngon. Nó ngọt. Ngon. Nó phê đấy. Cực kỳ thiệt. Cái sợi mì của nó thật sự là rất là ok nhá mọi người nhá. Hơi bị chửng anh nhỉ. Quá là tuyệt vời luôn. Hôm nay quên mất cái mao đệ nó thích ăn chua mà cái nước sốt của mình lại không có chua. Sốt spaghetti. Sốt spaghetti nó phải thế này đấy. Nó hơi hơi nhạt màu một tí thôi nhưng mà của mình nấu đậm lắm. Cái sợi mì dai mà nó to. Ăn nó đã nhưng mà nhanh ngon. Ngợi đi anh nhỉ. Làm một miếng như máu đệ ăn thử xem nào. Phê luôn đấy. Wow, quả đồ tôm ấy. Quả đồ tôm này. Giống giống nước chốt. Cứt sợi trong rồi. Mình rất thích ăn đầu tôm vì trong đầu tôm có cứt nữa nhỉ. Pịa, nó gọi là